Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói. Mình tên là Nguyễn Trang Hân, học sinh lớp 7 song ngữ 2. Chắc chắn trong số những người ở đây sẽ có những bạn là đi du lịch ở nước ngoài. Và các bạn nghĩ rằng đi du lịch ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ có những địa điểm không được nâng cấp. Nhưng thực ra lý do chính khiến cho các địa điểm du lịch trở nên không được nổi tiếng và không thu hút nhiều khách du lịch là do chính ý thức của các bạn. Nếu bạn nào đã đi những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam sẽ thấy những cảnh là họ vứt rác bừa bãi rất nhiều, trong khi đó thùng rác chỉ cách những nơi mà họ vừa vứt rác vài bước chân. Không chỉ là ở các địa điểm du lịch bị như thế mà các bãi biển cũng đang ngập tràn trong rác thải. Chắc chắn chỗ rác thải đấy sẽ được chuyển ra đại dương. Việc đó sẽ khiến cho các loài cá bị mắc kẹt trong rác thải. Và nếu các bạn theo dõi các phương tiện truyền thông nhiều sẽ thấy những video clip họ giải cứu chú rùa bị mắc kẹt bởi ống hút, hoặc là chú cá voi bị chết bởi vì đã ăn phải quá nhiều túi ni lông và rác thải nhựa. Vậy thì để giúp hành tinh của chúng ta và mảnh đất hình chữ S này, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường. Mình muốn gửi đến các bạn 3 điều. Thứ nhất, xả rác đúng nơi đúng chỗ. Thứ hai, bớt dùng đồ nhựa dùng một lần lại, thay vào đó là những bình cá nhân và ống hút dùng nhiều lần. Và thứ ba, nếu mà được các bạn hãy về nói bố mẹ mình rằng khi mà bố mẹ đi chợ hoặc đi siêu thị hãy mang theo túi vải hoặc túi để đựng đồ ăn tươi sống. Nếu mà các bạn thực hiện thông điệp đấy thì trái đất của chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Và ngoài ra con có một đề xuất cho thầy Hòa là thầy có thể giảm từ 5 đến 10% trong tổng số hóa đơn khi mà bọn con mang theo bình cá nhân hoặc là ống hút dùng nhiều lần khi đi mua trà sữa, đúng không ạ? Con thấy điều đấy sẽ khích lệ các bạn bảo vệ môi trường nhiều hơn. Thì rất bất ngờ khi một bạn nhỏ xíu như thế này mà em lại có thể chia sẻ về bảo vệ môi trường. Và chị tin chắc chắn rằng là thầy Hòa sẽ lắng nghe được yêu cầu nhỏ nhỏ của bọn em là giảm 5 đến 10% cho một cốc trà sữa nếu một bạn nhỏ nào mà mang bình cá nhân đến để mua trà sữa, đúng không nào? Chị hy vọng rằng là yêu cầu nhỏ này của em sẽ được thầy cô đáp ứng trong tương lai gần đây nhé. Cảm ơn em.